Chay xin chào cô chú. Đây nè, quay cái mặt Chay nè. Đây nè, đó, mày cho ăn nha, mày cho mum mum nha. Đây nè, mẹ mời cô chú nè. Giỏi quá, trời ơi, nhảy nữa kìa. Nhảy chân sáo nữa kìa. Cô chú ơi, hôm nay hai mẹ con bắt đầu một ngày quá trễ rồi. Sáng mẹ dậy mẹ lo cho Chay xong rồi cái mẹ lu bu dọn dẹp nhà cửa. Cho Chay ăn rồi bây giờ mẹ cho Chay ăn thêm lần nữa với cầu mẹ mới. Bây giờ hiện tại là 3 giờ chiều rồi. Mà mới bắt đầu cầm cái máy lên quay, mới có thời gian quay cho cô chú. Nó có mặt bác kìa. Chơi chú chú coi Chay nha. Chay này mà mặc bộ đồ rất là thể thao, bộ đồ Adidas rất là thể thao. Không ai thể thao bằng luôn. Mau mau mau. Trời ơi quay nữa. Quay dữ tợi. Nghe nè, mau mau mày tay tay. Mau mau. Mau nè. Trời ơi nó có nè. Nó có nói rồi nó chọt vô cái chương trình khác kìa. Chọt đi. Nè. Nó bắt cái khác coi á. Nó giữ dằn nó chưa? Để xa xa ra coi. Gần quá. Đó, xa xa ra nha. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding ding dong. Coi này. Đó, cô chú thấy chưa? Thấy đứng đứng coi gà bát chưa? Đứng coi bát đó. Xa xa đây nha con. Con gần quá là hư mắt á. Hay happy birthday mình thổi thổi vậy hả? Trời ơi thổi cái văn cháo xuống, xuống chân văn đồ ăn xuống bàn luôn kìa. Trời ơi lụm lên ăn nữa đấy chứ. Giỏi quá. Oops. Are you sleeping? Em chay chay của mẹ em ơi. Sugula của mẹ em ơi. Em Suzuki của mẹ em ơi. Trời ơi coi kìa, ớn không? Nó nằm vỗ chân bụp. Cá mắc cạn, chay là cá mắc cạn. Cô chú coi cá mắc cạn kìa. Oops. Hi. Nè là cá mắc cạn ăn muỗng giờ cá mắc cạn ăn vô muỗng nha. Nè cá mắc cạn ăn nè. Không ăn hả? Thôi đừng có gỡ cái đó ra con. Con kỳ quá, mẹ mới dọn dẹp xong sạch sẽ. Trời đất ơi. Mẹ mới làm xong chay ơi, con đừng có phá nữa. Mẹ mệt rồi đó. Nhảy làm bà đà. Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần gian. À này này mới đúng là lộn. If you really happy then you clap your hand. If you really happy then you stop your feet. Good job, JD. Here, look. Yes. If you really happy then smile. Smile đi. Chịu nổi không? Đó. Hả mình ạ? If you really happy then smile. Smile đi. If you really happy then smile. Chạy tóc đâu chị, cô chỉ gì mày tao tóc rồi. Tóc à. Ngồi vậy. Xạo quá. Khò đó, đó nó khò đó. Khò. Úi trời ơi dữ người ta. Bà cố ngủ sao? Cố ngủ sao? Đây nè, chơi thấy cái lấy bút bi quạt đây ha, xém vô chọt vô mắt mốt không được cầm cái đó nữa nghe chưa? Bởi vậy đồ để lộn xộn bây giờ nó lớn rồi nó dối lên tới chết luôn.
gì nó cũng dối, gì nó cũng dối. Bà cố bà ngủ sao? Cố ngủ sao? Cố ngủ sao? Trời ơi, coi kìa, phải nằm e thẳng ai dè kìa. If you really happy then smile. If you really happy then smile. Oops. Đó, nó tự động làm cho nó té chứ không phải gì hết, nó ưng vậy đó. If you happy, really happy then you clap your feet. Jay, can you clap your feet? Đó, cô chú bây giờ chay sẽ quất bình sữa xong rồi chay đi ngủ. Giỏi quá, cố lên, cố lên. Tìm áo cam, cổ lên, đội áo cam, cổ lên. À, cái mũi nè, cái móng tay, do móng tay em dài quá, cái em tự động, em ngứa ngứa, sao em cào cái mũi của em nè cô chú. Sáng nay mày cắp móng tay cho em rồi đó. If you really happy then you clap your hand. Thôi thôi, uống gì mà không giỡn nữa, giỡn cái là lo ra rồi. Giỏi quá đó cô chú, coi chị uống kìa, quá giỏi luôn, vỗ tay, chị giỏi quá, vỗ tay. Uống đi con, xong chưa? Uống xong, xong rồi hả? Xong rồi hả? Xong rồi. Xong ngủ. Bây nè, đây nè, đây nè. Bây giờ mày bồng con vô ngủ nha. Nha, đi ngủ nha. Trời đó, ngủ đó, đắp mền lại đó cô chú. Nè, bây giờ mày bồng đi ngủ nha. Nha. Hả chị, bây giờ đi ngủ nha. Ngủ nha. Ờ, đi. Tới giờ, giờ rồi. Mẹ bồng em vô ngủ ha. Nè, 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 cái con này nè, nè, nè. Đó, em bé của con đó. Rồi, xong mà ngủ ngoan nha. Ngủ quăng mẹ thương em nha.
Đó các bạn, thì là nãy giờ Ngọc để cái máy trong phòng để cho tất cả mọi người cùng xem là con chay nó bao lâu nó mới đi ngủ. Thì là nãy giờ làm sao rồi, mấy bạn kể Ngọc nghe chứ nãy giờ Ngọc chưa cũng chưa coi lại cái video clip này. Ngọc vừa vô phòng, Ngọc lỡ mở cái phòng, Ngọc lấy cái máy vô, Ngọc cũng chưa biết cái tình hình nãy sao nữa. Chừng nào Ngọc ngồi Ngọc edit lên cái video clip Ngọc mới biết tình hình này nãy sao sao, cô chú thấy làm sao, chay ngủ có ngoan không đó. Vô cái sụt sạo sạo chút là ngủ ha, không gì đó đó. À, chay bây giờ chị ăn kem mà cô chú ơi. Ở đây nè mẹ, nó múc kem nhá. Nó chay ăn kem của Baskin Robbins. Baskin Robbins kem. Yeah. Okay, JD. You're gonna have your No. What do you want? He's drinking milk. Okay, ready? À, chay ba chấm nè. Ba chấm Oreo chung với lại sữa cho chay ăn. Ready? Chà chút. Ba chấm Oreo cho sữa nha. Oh. 1, 2, 3. Hả mẹ nha. Mày thấy nó nhảy không? Hôm nay vậy đó, nó ăn cái gì mà nó thích lại nhảy vậy đó. It's too cute. Oreo. Ướt quá thiệt chứ. Ăn rồi bà thích làm nhảy, bà múa rồi bà làm. Yeah. Oh, ok. Lắc nè. I do the same thing too. Oh, sao bé không lắc? Uh-huh. So from happy. Canada. You've never seen this in America once. Really? Mm. What is it? You buy a lot? Hmm. Baby. Huh? I'll be fat if I buy a lot. You don't eat it that often? Made in Canada? Mm-hmm. And you wanna get one? Why? He bought two? No, it's fine. No, the other one's different. Leave it for JJ, okay? Come on. Mmm. Okay, ngoan ngoan chút, ăn hết bánh luôn. Ăn xong rồi mặt đang thu luôn nha coi. Mmm. Have a dip it. Nè, chấm ra nè con. Chấm vô sữa nè. Chấm vô sữa. Đúng rồi. Chấm vô sữa. Good job, JD. Wow. Very professional. Oh, she knows how to eat it too. Yeah, chấm vô sữa. Good job, JD. Này kem, cái này kem. Confuser. Này kem, này kem. JD. She ate the wrong end. Rất à. Múc cái ly sữa nhỏ nhỏ thôi, múc cái ly sữa chị bự dữ luôn á. Chắc là tình xì nữa uống luôn. Baby, are you gonna drink this stuff? Yeah. Mày nghĩ lên chén này nhụng hẹt cái tay vô chắc là đừng suy nghĩ lại cái đoạn nè. Rồi mày uống nè. Đừng nói, nói lên. Nó thay đổi suy nghĩ liền đó. Đừng nói. Hiểu, đừng nói ra lắm khạc liên quá. Biết chấm Oreo vô sữa nữa, giỏi vậy. Con chưa thấy con ai mà giỏi như con tôi. Trời ơi, nói vậy người ta chửi chết. Nó nghe là người Mỹ á, mắc cười lắm. Người Mỹ hay khen con người ta. Lúc mà mình chưa có con, người ta hay khen. Trời ơi, con tao, cháu tao là giỏi nhất, lanh nhất, khôn nhất, ngoan nhất, cái gì cũng nhất á. Cái mình ngồi nước bà này sao ưa ca ngợi con cháu rồi nữa. Gì đâu mà làm y như là thần tiên múa, không biết làm vua, làm quan gì á, làm ông vua chúa gì mà cứ khen hoài. Mà cuối cùng bây giờ mình có con mình không biết. Hay là có mình tôi. Không, chắc ai cũng vậy á. Ừ, sao tự nhiên có con cháu mình làm được cái gì là mình đi. Mình nghĩ là y như là thần đồng. Trời ơi, trăm lần thôi, cái này là một lần dọc rồi đó. Ờ, nó làm được gì cái mình thấy y như thần như tiên. Không biết mốt lớn lên làm vua làm chúa hay làm cái gì đó không biết nữa, không làm được cái gì đó mà cực khổ mẹ dữ rồi đó chay. Hả, đã quá. Một bên ăn kem, một bên ăn bánh, ai sướng như vậy vậy.
Mày ăn miếng táo này nữa không nào? Tao nửa miếng, miếng nửa miếng. Không, ăn nè. Tao ăn hết rồi tao mới mời đi đó Ben. Ăn đi Ben. Ăn gì? No, thank you. Chui mà tới khi mà nó từ từ giả là tao hiểu. Nó tao bắt đầu ăn đi. You full? How? What do you mean how? We haven't eaten any. We had bún bò Huế. Bún bò Huế. Bún bò Huế at 4 á. And yeah. Em thấy thật bao nè. Tại vì có Lucky, không có cho ai, ai cho Lucky ăn rồi, mẹ Lucky. Kem ấy, liếm kem ấy. Ừ. Tự nhiên là ăn cái đường ngọt ngon đi, nặng nhất vậy. Vậy hả? Ừ. Nói kia ngọt quá. Ai ai bậy bậy, chay giờ bậy nè nè, thôi thôi bậy, nghỉ phẹ, nghỉ phẹ. Rồi chấm vô cái nữa thôi, nghỉ phẹ. Chấm vô cái nữa, nghỉ phẹ. Rồi, nghỉ phẹ. Thôi, nghỉ phẹ, trời ơi, thọc tay, đừng nói cho ba nghe nha, ba nghe là ba muốn đó. Đừng có mong lấy luôn. Đừng có nói cho ba nghe chưa, con nói cho ba là ba không có uống đâu đó. Ê, nó bắt đầu nó bút tay nữa. Để coi nó làm gì, tao để coi nó làm gì. Bớt bớt một cái nhá, nặng quá, hiểm luôn. Ngốc 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 ngốc. Ôi giời ơi, rồi, 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 rồi xong rồi đó. Mới phải, mới phải, mới phải. Ăn chỉ là một cái cớ thôi. Còn phá mới là mục đích chính của cô ấy. Bạn trai có cho cô chú ăn chưa? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, khóc như thiệt luôn kìa. Trời ơi, khóc như thiệt luôn, trời ơi, ghê chưa. Why? Too cold. Ôi, chắc cái đồ. Nó khóc này cho nó khóc xạo cho cô chú coi. Y y đó, khóc vậy là khóc xạo đó. Rồi giờ lụm vô lụm vô những gì đó đó đã sót lại. Quả nhiên nó khôn lắm, nó ăn nó chừa trong đó chứ không phải nó dọ bỏ đó. Nó chừa để khi mà cái cơ hội luôn. Nó là wild and free mà, nè nè, đó nè nè, đó nó là wild and free. Nó ớn ăn không?